Nước mắm Red bốt cánh buồm đỏ, nguyên chất thượng hạng của Phú Quốc đậm đà hương vị thơm ngon, đang được người sành ẩm thực phương Tây vô cùng săn đón, luôn ở trong tình trạng cháy hàng ở các trang thương mại điện tử lớn của Amazon. Loại NC mắm này bạn sẽ cô thấy ở Việt Nam bởi nó là thượng thượng hảo hạng chỉ xuất DNC ngoài, sản xuất với số lượng rất ít để đảm bảo chất lượng và giá thành cao hơn hẳn so với các loại nước mắm truyền thống bình thường. Ở bên cạnh Việt Nam cũng có Thái Lan là một cường quốc sản xuất nước mắm nhưng NC mắm Thái luôn bị coi là hạng hai do khí hậu. Nước biển của đất NC này chỉ làm ra loại nước mắm thiên về độ mặn, chát của muối. Ngược lại nước mắm Phú Quốc chính hiệu ở một đẳng cấp khác hẳn khi có độ ngọt ngào kỳ lạ của cá cơm mà thiên nhiên ban tặng mà cô một loại nước mắm nào có được vị ngọt của nc mắm phú quốc rất dịu êm mùi thơm dịu nhẹ chỉ cần chấm mút một chút nước mắm vào đầu lưỡi cũng đủ làm cho người thưởng thức như được cảm nhận hết cái nắng và cái gió của khu vực biển giàu tài nguyên hải sản của việt nam này nước mắm red boat nước mắm cách buồm đỏ phú quốc nguyên chất đậm đà hương vị thơm ngon thậm chí những đầu bếp ẩm thực sành sỏi của phương tây họ cô những chơi và dùng nước mắm như một xảo thuật làm dậy mùi món ăn của mình trong những bữa tiệc năm sao ở những nhà hàng hàng đầu thế giới mà họ còn cất công sang tận các nhà làm mắm thủ công ở phú quốc để đặt mua các hạt muối tinh khiết ở đáy thùng mắm về làm gia vị đặc biệt nước mắm red boat bốn mươi độ bắc sauce các hạt muối này ban đầu đi xếp dưới những lớp cá để làm nước mắm dần ra vị mặn của muối quyện và ngấm hẳn với vị ngọt của thịt cá tạo ra một thứ muối hảo hạng độc đáo có một không hai trên trái đất này. Chính vì lý do như vậy mà phương Tây gọi nước mắm Việt Nam với một cái tên Âu yếm và đầy thi vị giọt nước mắt của biển cả, nước mắm Red Bot, nước mắm Nhĩ Phú Quốc giọt nước mắt của biển cả, người nước ngoài họ có hiểu biết và trân trọng một gia vị ẩm thực quý giá như vậy. Ấy thế nhưng người Việt Nam đúng là thân lừa yêu cử tạ, có cái quý giá, ngon lành, tử tế mà cô biết thưởng thức lại chỉ vì ham rẻ vài đồng mà đi tin cái bọn Chin Su, Nam Ngư, Đệ Nhất VV. Nước mắm công nghiệp thành phần toàn hóa chất để rồi hắt hủi dìm chết những ân làm nước mắm cổ truyền. Nước mắm công nghiệp về bản chất cô phải là nước mắm bởi bọn này rất gian manh khi chúng nó chuyên đi thu mua xác mắm cá thải của các nhà sản xuất nước mắm thủ công. Rồi về chúng nó pha chế kèm theo 2 tỷ 5 vạn các loại hóa chất công nghiệp vào và dán mát nước mắm, chỉ vì ham lợi, mà các nhà quản lý của Việt Nam đã chấp nhận cho chúng nó dùng từ nước mắm để gọi cái thứ NC hóa chất công nghiệp đó. Dần già khái niệm nước mắm bị lệch lạc từ một thứ nước chấm gia vị, đỉnh cao của tự nhiên đã bị thay bằng NC lọc pha hóa chất. Người Việt Nam dần già còn không biết cô hiểu thế nào là nước mắm nữa, thậm chí còn kêu NC mắm truyền thống là khắm hôi, cô ngon, vv tất nhiên để dìm nước mắm truyền thống, bọn này sẽ không từ thủ đoạn nào kể cả thuê lều báo viết và xuyên tạc về chất asen có trong nước mắm. Thực sự đây là loại asen hữu cơ có sẵn trong cá như các thành phần khoáng chất kim loại có trong thịt bò, thịt lợn vậy, asen này không có hại và là chất độc để gây bệnh tật hay ảnh hưởng tính mạng cho người tiêu dùng, tôi không muốn dùng từ lừa để diễn tả não trạng của ân dân Việt thế nhưng suy cho cùng cũng cô biết dùng từ nào hợp lý hơn. Vì trên đời này làm gì có người dân của quốc gia nào mà sản phẩm thiên nhiên chính mình tạo ra đi NC ng NC ngoài săn đón, mê mẩn, còn bản thân mình lại hắt hủi và đua nhau đi dùng cái loại NC pha hóa chất rồi lại tấm tắc gật đầu khen ngon và rẻ. Người làm nước mắm nguyên chất hảo hạng họ thấy vậy cũng chán đời, cám cảnh để rồi giờ chỉ làm nước mắm ngon bán ra nước ngoài chứ không bán trong nước nữa. Và hệ quả là những ai muốn ăn NC mắm xịn, hảo hạng lại phải order từ Amazon về nghịch lý và buồn cười thay khi ân Việt Nam ở trên đất Việt Nam lại phải nhập nước mắm từ Mỹ về để được thưởng thức PS ở Việt Nam thì cho dù mắm truyền thống ngon tới đâu thì cũng là loại nước mắm cốt ép lần thứ 2,3. Còn Red Bot là First Press tức ép lần đầu tiên nên NC mắm rất đặc sánh như là nước cốt thịt của hàng ngàn vạn con cá tiết ra vậy. Loại nước mắm hảo hạng này bạn phải là ân quen và ra tận nhà sản xuất nước mắm ở Phú Quốc thì may ra mới sở hữu được chứ đã bán ra ngoài thị trường thì cũng cô hảo hạng được như redbot đâu do ép nhiều lần